Mbappé so sánh Neymar với sao trẻ PSG. Cầu thủ tấn công của Paris Saint-Germain PSG, Kylian Mbappé đã úp mở về những đóng góp của đồng đội Carlos Soler trong chiến thắng 2-1 tại UEFA Champions League của đội trước Juventus và so sánh với Neymar. Gia nhập đội bóng Ligue 1 với giá 18 triệu euro từ Valencia vào mùa hè này, Soler đã có trận đấu đầu tiên của mình ở đấu trường Champions League trong mùa giải khi Neymar vắng mặt. Cầu thủ người Brazil đã bỏ lỡ cuộc chạm trán cuối cùng ở vòng bảng của câu lạc bộ sau khi phải nhận được 3 thẻ vàng trong 5 trận Champions League đầu tiên của chiến dịch đang diễn ra. Mbappé thừa nhận rằng Soler vẫn chưa thể bắt kịp tốc độ của PSG về Anh mới chơi 307 phút cho câu lạc bộ trên khắp các giải đấu cho đến nay ở mùa giải này. Cầu thủ người Pháp cũng nói thêm rằng tuyển thủ Tây Ban Nha không phải là mẫu săn bàn giống với đàn anh Neymar. Mbappé chia sẻ với RMC Sport sau chiến thắng trước Juventus, Carlos Soler hiện vẫn không quen với việc thi đấu nhuần nhuyễn với đồng đội mới. Anh ấy là một cầu thủ khác với Neymar vì vốn dĩ Neymar đã quá đẳng cấp. Chúng tôi đã làm những gì có thể, chúng tôi cố gắng làm những điều tốt và ra về với chiến thắng. Mbappé mở tỷ số cho PSG ở phút 13, nhưng bàn thắng của Leonardo Bonucci ở phút 39 đã đưa mọi thứ trở lại bình đẳng ở Turin. Cầu thủ vào sân thay người, Nuno Mendes, ghi bàn quyết định cho đội khách ở phút 69 giúp đội bóng nước Pháp giành trọn 3 điểm sau trận đấu. PSG chỉ có thể xếp nhì bảng H dù có 14 điểm sau 6 trận và bất bại ở vòng bảng. Sạt lở Benfica, đội cũng tích lũy được 14 điểm đã ở vị trí đầu bảng do xếp trên về hiệu số. Đội bóng Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng đậm đà 6-1 trên sân khách trước Maccabi Haifa trong trận đấu cuối cùng của bảng H, trong khi đội bóng thành Paris chỉ có được chiến thắng 2-1 trước Juventus. Ông lớn thành Paris đu huấn luyện viên Christophe Galtier quản lý cũng chứng kiến bộ ba tấn công Mbappé, Neymar và Lionel Messi của họ nổ súng vào tất cả các trận đấu xuyên suốt vòng bảng. Cầu thủ người Pháp là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League cho đến nay với 7 bàn, trong khi Messi đứng thứ 6 với 4 bàn. Tiền đạo người Argentina dẫn đầu bảng xếp hạng kiến tạo cũng với 4, và tiếp theo là Neymar, người đứng thứ 4 với 3 đường kiến tạo. Hiện tại, Edmundo đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo PSG với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo sau 18 trận trên mọi đấu trường. Messi đang tỏ ra cực kỳ quyết tâm trong việc cùng Argentina đăng quang tại vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức vào cuối năm nay tại Qatar. Được biết, 2022 cũng là kỳ đại hội bóng đá cuối cùng mà cựu sao Barca tham dự dưới tư cách là cầu thủ. Anh cùng Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup vào ngày 22 tháng 11 với Saudi Arabia. Tuy nhiên, bộ ba này không thể giúp đội bóng của người Paris đứng đầu bảng và một kết quả bốc thăm khó khăn ở vòng 16 đội sẽ chờ đợi họ.